Vâng, một lần nữa những chiến binh sao vàng đã khiến hàng triệu trái tim người dân Việt Nam thổn thức, hạnh phúc tột độ sau khi U23 Việt Nam đả bại những chú hổ Mã Lai đang hừng hực với tâm thế không còn gì để mất với tỷ số đậm đà 2-0. Trong khi ở trận đấu còn lại, bầy voi chiến đã gục ngã trước những nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-1 đầy nghiệt ngã và đành ngậm ngùi nhìn U23 Việt Nam và Hàn Quốc cùng dắt tay nhau vào tứ kết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kang Kyun đã trả lời truyền thông trong phòng họp báo. Ông cho hay, Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên để vào tứ kết giải U23 châu Á. Tôi ấn tượng với các cầu thủ của mình. Trước giải, không ai nghĩ Việt Nam sẽ làm được, nhưng bây giờ đã thành công. Tôi không làm gì ở đây cả. Công lao thuộc về các cầu thủ, ban huấn luyện, bác sĩ đã giúp đỡ đội bóng rất nhiều. Tôi cảm kích vì điều đó. Huấn luyện viên Kang cho biết đội bóng còn có những trận đấu ở phía trước nên bây giờ chưa phải lúc ăn mừng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định, ở vòng tiếp theo, đối thủ nào cũng khó nhằn, nên ông không quan tâm mà chỉ muốn tập trung cho các cầu thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ông nói thêm, chúng tôi tập trung vào hồi phục, sau đó sẽ tính tiếp. Tôi đã hỏi cầu thủ muốn gì và họ nói muốn tới một trình độ cao hơn. Tôi hiểu và sẽ muốn đưa họ tới những nơi mới. Đây có thể xem là thất bại toàn diện, không phục khẩu phục của bóng đá Thái Lan sau nhiều lần nuốt trái đắng ở mọi cấp độ từ U23 đến đội tuyển quốc gia trên mọi đấu trường. Trên trang Siam Sport, tờ báo thể thao nổi tiếng số 1 xứ Chùa Vàng Chúa Chát đăng tải dòng tin ngắn gọn với tiêu đề Thái Lan thất thủ ở vòng bảng giải U23 châu Á. Siam Sport thể hiện nỗi thất vọng cho hay, đội tuyển U23 Thái Lan để thua sát nút 0-1 trước Hàn Quốc, những chú voi chiến nhỏ bé chỉ thu về 4 điểm. Bị đánh bay khỏi suất dự tứ kết U23 châu Á vào tay Việt Nam khi đội bóng này vùi dập Malaysia với tỷ số 2-0. Với chiến tích này, những chàng trai mang trong mình lá cờ đỏ sao vàng in trên ngực trái đã nhận được cơn mưa lời khen đến từ dân mạng khắp châu Á và thế giới. Một cổ động viên đến từ tận châu Âu xa xôi cảm thán bình luận, Việt Nam là nước nhỏ nhưng cách chơi giống hệ Bỉ. Có những cầu thủ phát triển và những huấn luyện viên giỏi nhất. Bóng đá Việt Nam ngày càng lớn mạnh và ổn định hơn. Tôi luôn thích thú khi các bạn chơi. Hay lắm luôn! Nickname Patawell đến từ Thái Lan không phục nói. Hãy cho thế giới thấy cách bạn chiến đấu. Tôi yêu tinh thần của người dân Việt Nam. Họ có DNA của chiến binh trong máu. Việt Nam xứng đáng vào chung kết. Các cầu thủ khát chiến thắng. Chúc may mắn vòng sau. Chúc mừng dân tộc Việt Nam. Các bạn xứng đáng với tất cả. Trái tim của chúng tôi luôn ở bên các bạn từ Iraq yêu dấu của chúng tôi đến Việt Nam thân yêu. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam ở tứ kết là Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út. Liệu có cơ hội nào cho Việt Nam không? Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tạo bất ngờ như những gì các chiến binh sao vàng đã làm được ở Thường Châu 2018 nha các bạn. Một cơn ác mộng đối với Thái Lan, nhưng tôi vẫn tự hào về đội của mình Thái Lan. Hy vọng các bạn trở về nước an toàn và chúc mừng Việt Nam đã đủ điều kiện và may mắn. Thêm một fan bóng đá đến từ đất nước vạn đảo Indonesia khen ngợi. Làm tốt lắm Việt Nam, các bạn là một đội Đông Nam Á tốt nhất hiện nay. Hy vọng đội tuyển quốc gia Indonesia có thể thành công như các bạn. Dù vẫn chưa chắc suất đi tiếp, nhưng một cổ động viên đến từ Ả Rập Xê Út đã vội bình luận với sự tự tin. Việt Nam, đội tuyển quốc gia Saudi của chúng tôi sẽ đưa các bạn về nhà. Còn trên trang Asian Football thì cổ động viên khắp Đông Nam Á cũng thể hiện sự ngưỡng mộ và gửi những lời tốt đẹp đến U23 Việt Nam. Việt Nam lúc nào cũng mạnh mẽ, sự tôn thờ từ Campuchia là bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích. Chúc mừng Việt Nam, đường đến nhà vô địch tình yêu từ Lào. Việt Nam đang là cầu thủ mạnh nhất Đông Nam Á ngay lúc này, hy vọng các đội tuyển ASEAN khác có thể theo chân đội tuyển Việt Nam. Nhật, Hàn, Việt Nam giờ cùng đẳng cấp, làm tốt lắm. Đại gia đình ASEAN phải ủng hộ Việt Nam trong AFC, mặc dù người hâm mộ của họ rất kiêu ngạo. Chúc mừng Việt Nam từ Indonesia. Xin chúc mừng Việt Nam, mặc dù chúng ta có thể cạnh tranh ở ASEAN, nhưng hôm nay, khi các bạn đủ điều kiện, tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn với tư cách là đại diện ASEAN. Chúc các bạn thành công! Tôi có một câu hỏi, bạn biết làm thế nào để xây dựng thể chất cho các cầu thủ của mình? Tôi thấy họ ngày càng mạnh mẽ hơn. Thật bất ngờ khi thấy đội Malaysia đá hôm nay vào hiệp 2, không ai muốn ghi bàn cả. Chúc mừng Việt Nam từ Malaysia, thành thật mà nói, tôi không ủng hộ lứa U23 này. Rất nhiều đứa trẻ được nuông chiều,
đặc biệt là huấn luyện viên của họ. Vâng, còn vô số những lời khen ngợi không thể liệt kê hết. Quá đỗi tự hào phải không các bạn? Hy vọng câu chuyện cổ tích vẫn sẽ được các cầu thủ U23 Việt Nam viết tiếp ở vòng đấu loại trực tiếp, khi những đối thủ ở tứ kết chắc chắn sẽ đẳng cấp và có trình độ vượt trội hơn chúng ta rất nhiều, để người dân Việt Nam được sống trong không khí hân hoan, phấn khởi, góp phần lan tỏa niềm vui lao động đến tất cả mọi người.